Chăm sóc sức khỏe cho mẹ bầu trong 3 tháng đầu thai kỳ là giai đoạn quan trọng để bảo đảm sự phát triển và tăng trưởng của thai nhi. Dưới đây là một số lời khuyên chăm sóc sức khỏe cho mẹ bầu trong 3 tháng đầu thai kỳ. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng có giá trị cao như vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Mẹ bầu cần tăng cường ứng dụng thực phẩm giàu chất béo, chất đạm và chất xơ, tránh ăn đồ nồng, đồ ngọt và đồ chiên xào. Uống đủ nước là yếu tố quan trọng để giữ cân bằng và bảo vệ sức khỏe cho mẹ bầu. Mẹ bầu nên uống ít nhất 8 đến 10 ly nước mỗi ngày để duy trì sức khỏe cho mình và thai nhi. Tập luyện thể dục, tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, bơi lội hay động tác yoga giúp mẹ bầu giảm thiểu căng thẳng, cân bằng hormone, phòng tránh táo bón và đảm bảo sự phát triển của thai nhi. Nghỉ ngơi đầy đủ, các bà mẹ bầu cần nghỉ ngơi và giảm thiểu hoạt động để cho sự phát triển của thai nhi được tốt nhất. Ngủ đủ giờ và đối mặt với tình trạng mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt là điều cần thiết cho bà mẹ đang mang thai. Đi khám thai định kỳ, bà mẹ bầu nên đi khám thai định kỳ theo lịch trình được chỉ định bởi bác sĩ để theo dõi tình trạng của em bé và thân thể của mẹ bầu.